Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 8 tháng 11 năm 2021 tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nhờ có tam hợp mà mặt tình cảm của người tuổi Tý rất thăng hoa, nhất là những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý để không bị sao nhãng khỏi những việc quan trọng khác ví dụ như tình hình sức khỏe hay mối quan hệ với người thân. Chính quan cho thấy hôm nay là ngày mà con giáp tuổi Tý cần phải tập trung khá nhiều cho công việc. Bản mệnh sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ của mình, hẳn nhiên áp lực dành cho bạn là không nhỏ chút nào. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Không những thế bạn còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dậu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc, không nên trần chờ. Có quý nhân giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm, nhưng có hiệu quả trong tương lai nên đầu tư hoặc tiến hành kể cả vấn đề tình cảm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi việc nên có sự chậm chạp phải biết chờ đợi mới tốt không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm có tin xa có người đi xa tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn không nên hấp tấp nên có sự tham khảo ý kiến của người khác có nhiều áp lực hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe bổn mạng của mình và người thân nên thử thời vận tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên tự tin vào sự suy tính quá đáng của mình vì sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã sắp xếp tuy nhiên cũng không có gì thiệt hại lớn lao hãy để mọi việc tự nhiên. Chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Có tin vui, chuyện vui. Gặp lại người xưa, có người đi xa. Tử vi tuổi nhâm tý Thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Có tin tức ở xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại, di chuyển có rủi ro, hoặc có tin buồn về việc làm cũng nên cẩn trọng, không nên hấp tấp vội vàng, dễ xảy ra những chuyện không vừa ý, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi sửu nên thực tế một chút trong công việc của mình ngày hôm nay khi thương quan khiến bạn trở nên dối trí. Dường như bạn đang vắt kiệt cơ thể mình và làm cho bản thân bị xuống sức, Hãy cố gắng để tỉnh táo lại và lập ra một kế hoạch thực tế hơn rồi dần dần xử lý công việc nhé. Nếu bạn muốn hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ ngày hôm nay thì giải pháp chính là hãy cố gắng để chia nhỏ chúng ra thành từng phần một và xử lý dần dần. Theo Tử Vi hàng ngày, với bạn tuổi Sửu đừng ôm đồm, tham lam quá mức rồi bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Biết lượng sức mình là một trong những bước quan trọng để đi đến thành công bạn nhé tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay được thu xếp ổn thỏa, nhìn chung hôm nay bản mệnh không phải lo nghĩ quá nhiều. Thậm chí nếu có khó khăn thì cũng ngay lập tức có người giúp đỡ. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin tức ở xa. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Việc cầu mong đi xa để giao dịch, làm ăn hoặc cầu tài đều khó có kết quả như ý. Có sự sai hẹn, rời hẹn. Nếu có tài lộc chỉ là tiền tạm ứng, vay mượn hoặc chỉ là tiền chuyển giao cho người khác tiền chia chác. Nên quay về nơi trốn cũ thì tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Chớ nên hấp tấp vội vàng hoặc làm chuyện liều lĩnh khi chưa nắm vững được sự việc vì còn có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày, tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên có sự nhu nhuyễn, luồn lách xoay trở khéo léo tránh sự hư hại, được điều này lại mất điều kia. Sự mong cầu về tiền bạc tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận, có sự hao tốn, hư hại. Tử vi tuổi dần người tuổi dần trở nên nóng tính hơn và có xu hướng cáu gắt với người khác dưới tác động của lục xung bản mệnh nên xem xét lại bản thân mình liệu có phải bạn đang hết sức hà khắc với một người nào đó hay không hãy nghĩ lại xem khi bằng tuổi họ có phải bạn cũng phạm phải những sai lầm tương tự như thế thiên ấn giúp cho người tuổi dần phát huy khả năng sáng tạo nhưng đừng vì thế mà bay bổng rời xa thực tế quá bạn nên biết phân bổ thời gian hợp lý đó là một trong những bí quyết để bạn có một ngày hiệu quả nếu bạn cứ mải mê rong chơi mà không có sự phân bổ thời gian phù hợp cho công việc thì bạn sẽ chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức, quể oải. Hãy biết lường sức và phân bổ tốt nguồn lực của mình, tránh có những quyết định hời hợt, hoang phí thời gian, năng lượng. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn động lâu dài có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc, không nên chần chờ lỡ mất cơ hội. Có tin tức ở xa hoặc người thân đi xa gặp lại người xưa. Nếu cần thay đổi nơi ăn trốn ở văn phòng thì nên quay về khu vực cũ. Có người nhắc lại chuyện xưa khiến mình cần phải giải quyết. Nên cẩn trọng về sức khỏe, nhà có người đau yếu hoặc gặp chuyện buồn. Tử vi tuổi Bính dần thuộc mệnh hỏa, ngày xung của bổn mạng ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh, có nhiều bôn ba, khó khăn, hoặc gặp chuyện khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng gặp dễ sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Không nên giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp điều bất mãn, hao tốn. Chuyên tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro tai nạn không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có nhiều sự bất hòa lủng củng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác không nên mưu sự có rủi ro tính toán sai lầm cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính chậm trễ lỡ hẹn mọi việc không nên gấp gáp vội vã đề phòng rủi ro khẩu thiệt tranh cãi gặp tiểu nhân hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước Tử vi tuổi mão. Nếu người tuổi mão đang mong đợi một cơ hội nào đó cho sự nghiệp hoặc tìm kiếm một công việc mới thì hôm nay khi có chính ấn nâng đỡ thì đúng là một thời điểm thích hợp cho bạn rồi đấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình trong các cuộc phỏng vấn, thuyết trình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công của bạn. Hôm nay bản mệnh nên hoãn các kế hoạch hiện tại liên quan đến tài chính, Dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp giống như bạn kỳ vọng, và vì thế những mối lo của bạn có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu như bạn không biết hoạch định một kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn. Ngày 4 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện vào nhanh ra nhanh. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc đảo lộn với những dự tính. Có nhiều việc đến khiến mình phải bỏ giờ công việc hiện tại, và lo toan việc mới có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày hãy để sự việc tự nhiên đến, không nên làm những việc lớn. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cụ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ giờ nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc bày vẽ chuyện vui chơi giải trí sẽ gặp sự thất bại đi không lại về không hoặc có tin sai hẹn lỡ hẹn rời hẹn của mình hoặc thân nhân nếu có tài lộc chỉ là tiền của chuyện cũ có tin vui hoặc gặp bè bạn có khách có lộc ăn hoặc có tin thuận lợi về việc mình mong cầu tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có nhiều biến động thay đổi trong công việc ngày có nhiều công việc cần phải giải quyết vừa về việc làm công danh cho đến tình cảm không nên e ngại khi thấy có trở ngại chậm trễ ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng mua sắm có cuộc đi ngắn tử vi tuổi thìn nếu bạn còn độc thân nhờ có tam hợp mà mối quan hệ của người tuổi thìn với người ấy có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn một số sự kiện thú vị sẽ khiến bạn muốn nhìn sâu vào thế giới tinh thần và chiêm nghiệm về cuộc sống của mình thực thần như là cơn gió lành mang tới cho người tuổi thìn cảm giác tươi mới trong ngày này. Sự cân bằng giữa công việc và những phút nghỉ ngơi đem lại cho bạn một ngày vô cùng đáng hài lòng. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu tâm đến các tín hiệu mà cơ thể cảnh báo, bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể phù hợp nhé. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ tý. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe không tốt, ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu. Gặp quý nhân hoặc bạn bè đến. Cẩn trọng khi di chuyển. Hấp tấp vội vàng không có lợi có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan đùm bọc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động dễ bị hàm oan thị phi ràng buộc vì lời hứa. Ngày dễ gặp nhiều rủi ro trắc trở nhưng cũng gặp được quý nhân hoặc có cơ hội. Sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại thất vọng. Đề phòng bị chơi xấu. Có tin buồn ở xa gặp lại người xưa. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên để cho tình thế hiện tại trói bụng mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra tán vào sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng nếu có hợp đồng ký kết giao dịch đầu tư thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có nhiều sự bất hòa lùng cùng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác không nên mưu sự có rủi ro tính toán sai lầm cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính chậm trễ lỡ hẹn mọi việc không nên gấp gáp vội vã đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi tỵ. Lục hợp xuất hiện vào lúc này khuyến khích người tuổi tỵ tham gia các hoạt động vận động, di chuyển hơn là ngồi một chỗ. Bạn có cơ hội để đến một vài điểm mới, gặp gỡ với những người bạn mới, từ đó mở rộng mối quan hệ của mình và có những phút giây thật thú vị. Tỷ kiên khuyên người tuổi tỵ nên tránh xa những lời bàn tàn của mọi người. Lời nhận xét của một người nào đó, chủ yếu là mang nghĩa tiêu cực, sẽ khiến cho tâm trạng bạn không còn vui vẻ, tích cực được nữa. Bạn sẽ suy nghĩ về những lời họ nói, những hành động mà họ làm và băn khoăn về nó cả một ngày dài đấy. Có những tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh tham gia những hoạt động hay vận động quá sức vào lúc này. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả, nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên trần trừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi sự mong cầu về công danh tài lộc tình cảm sẽ có kết quả tốt nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu có tin xa có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân bè bạn nhưng lại trái với dự tính tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật tai nạn, công danh của người thân. Mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Làm việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gập gành sau mới có kết quả. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, có tin xa, nên tự mình đi tìm sẽ có điều lợi. Chuyện tình cảm, quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định. Nói chung mọi việc phải tự mình giải quyết. Tử vi tuổi ngọ, người tuổi ngọ ngày hôm nay rất dễ bị kích động và hành xử thiếu trưởng thành dưới ảnh hưởng của kiếp tài đừng quên rằng những hành động bộc phát sẽ chỉ làm cho bạn chóng kiệt sức trong khi không được đánh giá cao từ mọi người xung quanh ngày hôm nay bạn thực tế hơn với tình hình tài chính cũng như năng lực hiện tại hẳn nhiên ai cũng có quyền mơ ước nhưng đôi khi hãy thiết lập giấc mơ của mình dựa trên những cơ sở thực tế nếu bạn muốn chúng có khả năng trở thành hiện thực ước mơ quá xa vời phi thực tế sẽ chỉ làm bạn vỡ mộng khi đối diện với hiện tại mà thôi trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay sát bột và bếp lò. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình nên lắng nghe dư luận ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy sẽ có kết quả tài lộc trung bình có tin xấu về sức khỏe công danh tình cảm của bè bạn người thân ngày có nhiều lo âu bận rộn kể cả những việc cũ cũng xảy ra khiến mình phải giải quyết tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi trên tình cảm chỉ là thoáng qua không nên mưu tính sự lâu dài người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu tốt hơn nên tự mình đi tìm dễ bị trách oán hàm oan tài lộc không tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác đền bù chi dụng không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro có tin buồn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ khiến mình phải lo toan chống đỡ sức khỏe không tốt gia đạo bất an có chuyện buồn tin xấu ngày không nên khởi hành mưu sự chuyện lớn tiền và họa đi đôi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc Ngày có nhiều công việc đến khiến mình phải lo âu giải quyết hoặc là ngày chỉ nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ, tiến hành thì bất lợi. Có sự đáo hạn, hẹn ước về tiền bạc cũng như về sự gặp gỡ. Dễ gặp những chuyện không như ý hoặc gặp rủi ro, nên xem xét lại các phương tiện di chuyển, cẩn trọng về lời nói, có sự bất hòa. Tử vi tuổi Mùi. Thương quan dự báo có nhiều điều không mong muốn xảy ra với người tuổi Mùi khiến bạn hay bực mình sự mất tập trung của bạn chính là lý do lớn nhất khiến cho bạn không thể có một ngày làm việc hiệu quả như mong đợi dường như bạn đang bị rất nhiều yếu tố khác nhau chi phối dẫn đến sự mất tập trung như vậy hãy hướng tới mục tiêu cụ thể và toàn tâm toàn ý cho nó nhé trên tình cảm hiện tại của bạn hôm nay được cải thiện nhất là những cặp vợ chồng đang có xung đột thì lúc này nên tìm cách hòa giải dành nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau hơn nữa theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 4 âm lịch nhân thần ở vùng Thắt Lưng, dạ dày, kinh thủ Dương Minh Đại Tràng. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dần. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc có tài lộc nhưng phải hao tán cho mọi chi phí nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ có lộc ăn quà tặng Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt, có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc làm việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gập ghềnh sau mới có kết quả. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, có tin xa, nên tự mình đi tìm sẽ có điều lợi. Chuyện tình cảm, quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định. Nói chung mọi việc phải tự mình giải quyết. Tử vi tuổi thân Thiên tài có thể mang tới tin vui liên quan tới tiền bạc hoặc một giải thưởng nào đó đến với người tuổi thân. Bạn may mắn có được sự hỗ trợ từ ai đó để có một công việc làm thêm gia tăng thu nhập, đừng vội vàng từ chối, hãy xem xét thêm nữa nhé. Hôm nay bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, bạn đang khát khao những khoảng lặng riêng tư, những phút giây thân mật. Có lẽ bạn sẽ cần phải nỗ lực để xử lý chúng trước khi trở về nhà và có những phút giây thoải mái đấy. Hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần, hướng Tây Bắc hoặc hướng Tài thần, hướng Tây Nam để có nhiều sự may mắn và tăng tài lộc về cho mình. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, mùi. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Có khách hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô sát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Việc đi lại, vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn, cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài. Tử vi tuổi dậu nhờ có tam hội tác động mang tới nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình có vẻ như sau những thời gian bận rộn thì bạn mong muốn được trở về bên người yêu thương và lắng nghe những cảm xúc chia sẻ của họ đấy vận may tiền bạc đã tới trong ngày chính tài ghé thăm nên rất thuận lợi cho những người tuổi dậu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình trong ngày hôm nay nếu dành thời gian cân nhắc để gia tăng tài sản của mình đi nhé Tình hình sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh nên quan tâm hơn trong thời gian này. Ví dụ như một số vấn đề về da cũng là lời cảnh báo cho những một số bệnh có khả năng xảy ra từ lâu bên trong cơ thể bạn đấy nhé. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thân thìn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến, nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt gặp trắc trở hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận không có hại tình cảm tốt thuận lợi cho việc đi xa dọn dẹp thu xếp công việc chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên đi xa di chuyển nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân tiệc tùng đình đám nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn định kỳ hao cho người thân tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn có sự hao tán về gặp gỡ giao thiệp tử vi tuổi tuất hôm nay xuất hiện tam hội dự báo có cơ hội gặp gỡ bạn bè người thân đồng nghiệp người tuổi tuất hãy cố gắng có sự điều chỉnh linh hoạt nếu bạn muốn bản thân lẫn những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái một chút thực thần giúp cuộc sống của người tuổi tuất dễ thở hơn bao giờ hết một ngày để tương tác gặp gỡ mở rộng các mối quan hệ bạn bè thông qua đó bạn hiểu hơn về mọi người và có thêm những lời góp ý những ý tưởng hay cho công việc của chính mình Điều quan trọng chính là bạn đã bước qua những rào cản mà bạn tự dựng lên cho chính mình để cảm thấy tự tin hơn. Ngũ hành tương khắc cho thấy bạn đang cố gắng gượng ép bản thân cũng như đối tác của mình vào các quy tắc ranh giới quá gay gắt ngày hôm nay liên quan tới tài chính phần nhiều. Dường như không phải ai cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu sửu. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa. Có quý nhân giúp đỡ. Có sự thay đổi trong đường hướng làm ăn, công việc đi xa. Có tin tức tốt về tình cảm ở nơi xa hoặc gặp gỡ bè bạn, người thân. Có người đi xa, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc, chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Về lời ăn tiếng nói, giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công. Có tài lộc Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc, có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Không nên hấp tấp trong mọi hành động. Nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi, xoay chuyển. Sức khỏe không tốt, nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa có khách đến tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có những công việc bắt buộc mình phải thay đổi hoặc phải ra đi tìm phương cách giải quyết nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc dự tính một đàng thì lại ra một nẻo có tài lộc của chuyện cũ hoặc gánh nợ từ lâu nay được giải quyết có tin buồn Tử vi tuổi hợi Ảnh hưởng của thân hợi tương hại nên những thay đổi của mọi người xung quanh, ví dụ như công việc, môi trường sống. Có thể làm cho người tuổi hợi bị áp lực không nhỏ ngày hôm nay. Tuy nhiên, nên nghiên cứu rất kỹ những kế hoạch mà bạn đề ra trước khi thực hiện chúng, đừng để bị tác động bởi bất cứ ai. Thiên quan nhắc nhở người tuổi hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, nếu không bạn có thể gặp rắc rối nên kiểm tra thật kỹ mọi giấy tờ, văn bản mà bạn ký kết bởi vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nào kiểm soát được đâu. Ngũ hành tương sinh khuyến khích tinh thần cho bạn. Có thể những kiến thức mà đã học hỏi và tích lũy được suốt thời gian qua sẽ được bạn đưa ra áp dụng trong thực tế ngày hôm nay. Đây là cơ hội để bạn xem xét mọi việc dưới góc độ thực tế, và từ đó có cái nhìn hoàn thiện hơn đấy. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí tỵ tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp công việc dễ có sự bỏ dở phá ngang hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cứ hết lòng với công việc chuyên tiền bạc tài lộc sẽ đến ở một ngày khác chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi sẽ có người hiểu mình tình cảm tốt ngày có sự ước hẹn đính ước hội họp tiệc tùng có lợi nhỏ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ, có tin xa, ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi. Có cuộc đi ngắn, hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc, có sự trách oán. Có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim mọi việc có liên quan đến tình cảm vui chơi chỉ nên giới hạn dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức dễ có trở ngại hoặc có chuyện bất hòa có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nếu thấy khả năng của mình có thể đảm đương thì nên mạnh dạn đảm trách bằng ngược lại thì nên chờ vào một dịp khác tiến lên có điều không hay thiệt thòi dù sau cũng tự hoạch định cho mình một hướng đi mới không nên bàn bạc chỉ nên giữ kín và không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến vật chất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại